Xin chào bà con. Hôm nay Lê Anh Cá đổ giới thiệu với bà con một cái video về cái dòng lưới dù Thái Ba Màn nằm theo yêu cầu. Đây là bốn sản phẩm, đó là bốn tấm lưới nằm theo yêu cầu. Dòng sản phẩm này có chiều cao là 1,5 m, dài là 100 m, mặt lưới là 12 phân. Thắt cho bà con là hàng pho tông trắng như thế này và thắt cước đúc. Đấy. Thắt cước đúc như này thì cái đầu phao sẽ được siết rất là múp để cho bà con thả dễ mà không bị rối. Cái chiều dài của phao nó dao động là 3,5 phân. Đấy, rất là đẹp. Nó xem có tờ bằng đầu ngón tay út. Hàng này nó là hàng thừa rồi bà con ạ, chứ không phải hàng bình thường. Và một cái điểm đặc biệt của cái dòng này đó là cái mắt lưới 12 phân. Cái mắt lưới 12 phân bà con nhé. Nó rất là đặc biệt, 12 phân chỉ có sợi 2 thôi, đánh siêu mét bén. Siêu bén, siêu máng và lại còn chất lưới của nó rất là dai. Một điểm đặc biệt thứ hai của dòng sản phẩm này đó là túi không cần quá sâu. Đấy, túi vừa phải, đây là dòng lưới đánh chìm hay đánh nổi là bà con quyết định, nó sẽ thừa theo đúng yêu cầu của bà con. Cái áo bên ngoài thì được đan tay thủ công, luôn luôn là như vậy. Tại vì dòng lưới dù này hầu như trên thị trường không có máy nào dệt được, chỉ có đan tay thì mới làm được thôi bà con nhé. Cái mắt lưới ở đây là 12 phân, thì bà con đo treo mắt thì nó là được 12 phân, còn đo một cạnh nó chỉ là 6 phân thôi. Đo một cạnh chỉ 6 phân, còn đo chéo mắt thì là 12 phân. Sản phẩm này nó rất là đặc biệt, cái sợi 2, sợi tơ tóc. Nó vừa bén vừa dai. Trên thị trường cái mắt lưới 12 phân sợi 2 này không có, A Đầu khẳng định với bà con là như vậy. Nếu như bà con đặt thì A Đầu bắt đầu mới nhờ nhà máy gửi về thôi. Còn nếu trên thị trường mà phổ thông là không có, có từ sợi 3 đổ lên, còn sợi 2 này cực hiếm luôn, A Đầu khẳng định luôn để cho bà con nắm bắt được. Đấy, sợi của nó tơ tóc như thế này để giúp khi thả là cái con cá nó quấn vào luôn. Thì 12 phân đánh cái con cá gỡ từ 1 cân đổ lên. Đấy, sợi của nó phải nói là cực kỳ luôn. Sợi dù của nó dài lắm bà con nha. Đấy, siết phải nói là đỏ tay luôn. Thưa mấy bà con là ở đây là dòng sản phẩm làm theo cầu mà thắt bằng cước đúc như thế này. Đấy, chân cước đúc, đầu phao cũng cước đúc để giúp cho bà con thả và thâu rất là dễ. Đấy, giảm cái gánh nặng để khi bà con thâu và không bị sợ bị rối. Cực đẹp, cực chất lượng luôn cho bà con. Đấy, đây là một cái tem mác của nhà máy này. À, thưa bà con, nếu như cần đặt sản phẩm như thế này thì bà con liên hệ với A Đầu sẵn sàng làm theo yêu cầu của quý bà con. 12 phân đây thường thường phổ thông là có sự từ sợi 3, nhưng mà sợi 2 đây nó là đặc biệt rồi bà con nhé.